Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải, quý bạn nhé. Bán tải này đến từ thương hiệu của Mỹ, các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger. Phiên bản này là phiên bản Ford Ranger Wildtrak 3.2, quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2015, ở cái form 2015 là đầu năm 2015 là form cũ các bạn nhé. Cuối năm 2000 là lên form mới rồi, form này là form màu cam các bạn nhé. Form cũ thì chỉ có màu đỏ gạch thôi, còn form mới này là màu form đỏ màu cam. Đấy, form mới, form 2016 luôn quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2015, đăng ký biển Hà Nội và biển số thì đây các bạn này. Biển số Hà Nội và biển một chủ từ đầu quý vị các bạn nhé. Chiếc xe mới lăn bánh hơn 8 vạn km thôi quý vị các bạn ạ, rất mới, rất là đẹp. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, còn rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đẹp từ ngoại thất cho đến nội thất luôn quý vị các bạn nhé. Dàn lốp theo xe, dàn lốp cũng còn rất là dày đây quý bạn này. Thưa với các bạn, đây là cái dàn lốp còn rất dày, rất là mới luôn các bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc đổ dầu và chạy thôi. Nếu thích sang tên thì sang tên, còn nếu không sang tên thì vẫn cứ dùng biển số này để chạy. Biển số thì cũng rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, phiên bản Wildtrak 3.2, option thì tương đối là nhiều rồi, chạy thì rất là thích quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 model 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 2016 này quý vị và các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 2016 này chúng tôi đang bán với giá là 479 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, 479 triệu đồng thì quý bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Wildtrak rồi các bạn nhé. Phải nói là giá thời điểm này cũng rất là hợp lý cho người tiêu dùng rồi. Chỉ 479 triệu đồng thì quý bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2. Chạy rất là thích quý bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì ngày xưa rất là nhiều anh em mơ ước đây các bạn này. Vì ngày xưa là giá thành nó rất là đắt, bây giờ thì giá rất hợp lý rồi. Chiếc xe thì rất là mới, rất là đẹp, tất cả các con ốc còn nguyên, còn zin, còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Và nội thất nỉ pha mới ra cao cấp nguyên bản của xe vẫn là còn. Ở cái đời này thì rất là nhiều xe đã phải thay bọc lại ra rồi các bạn nhé. Và chiếc xe này thì là còn nguyên bản này. Lắp bi cánh cửa này cũng đều rất là mới luôn này. Nội thất ghế đây còn rất là mới. Chiếc xe này thì chúng tôi còn chưa có dọn dẹp đi đâu các bạn ạ. Rất là đẹp và còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nha. Toàn bộ từ những cái phần nỉ trần này cũng còn nguyên bản này. Ghế da pha với nỉ đấy. Đặc trưng của những chiếc xe Ford Wildtrak 3.2, nội thất là ghế da pha với nỉ ở giữa các bạn nha. Đấy, còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Đấy, nội thất các thứ này rất là đẹp này. Đấy, thùng thì chiếc xe này là chưa có nắp thùng đâu các bạn ạ. Đấy, cụm đèn pha, cụm đèn gầm, đèn LED, đèn hậu đấy, cụm đèn còn nguyên bản hết luôn. Và nắp thùng này là còn nguyên bản này, chưa có nắp thùng, nguyên bản của nhà sản xuất đấy ạ. Cụm đèn hậu này rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Còn rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy, camera lùi nguyên bản của xe này. Biển số thì rất là đẹp, 29C63986. Logo này, camera này hay bị bóc trộm các bạn nhé, cho nên là chủ xe đã bắn bảo vệ rồi. Đấy, nội thất thì rất là đẹp đây. Tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Rất là đẹp luôn các bạn này. Toàn bộ keo chỉ này, táp bi cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Ford Ranger Wildtrak 3.2 model 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318
320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, cái phần nội thất, đấy, khoang lái này, bên phụ này còn nguyên bản và còn rất là đẹp, vì chiếc xe này chạy rất là ít quý bạn nhé. Toàn bộ từ táp lô, vô lăng, cần số đều rất là mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Màn hình còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Tất cả là còn nguyên bản và rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái nắp capo cho quý vị các bạn xem về cái phần động cơ này, cũng còn nguyên bản luôn đây các bạn này. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là va chạm gì cả, cho nên là cái ốc capo, đấy, ốc capo là còn nguyên bản hết, chưa có vết tháo luôn các bạn nhé. Đây là cái ốc capo còn nguyên này, tấm chắn cách nhiệt này, capo này, keo chỉ capo này còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Ford cũng đã trang bị cho chiếc Wildtrak này là một cái khối động cơ diesel rất tiết kiệm nhiên liệu nha, thể tích làm việc là 3.2 lít, chạy rất là khỏe này. Và đặc biệt là tất cả các con ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên bản nhé, máy móc còn nguyên bản hết luôn quý bạn ạ, rất là mới, rất là đẹp quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến một chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 2016 đẹp như này, mới như này thì hãy liên hệ ngay các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.